Cậu bé này hầu như chẳng có điểm gì khác biệt với một đứa trẻ Việt Nam, nhưng cái tên khai sinh lại là tên Hàn Quốc. Mẹ em, một cô gái miền Tây, từng qua môi giới thương mại để lấy chồng nước ngoài. Tiếc là cuộc sống ở nhà chồng đã không như chị mong đợi. Khi mà anh biết không, khi mà em bước vào nhà chồng của em, ngày đầu tiên á, trong nhà không có bất cứ một cái gì hết. Chỉ có một cái giường, hai cái gối thôi. Nói chung là toàn bộ đồ đạc, không có bất cứ một cái gì. Mình cũng ngỡ ngàng luôn, mình không hỏi được, mình không nói được. Nhưng mà lúc đó em cũng không sợ cho lắm. Tại vì mình nghĩ mà cuộc sống thì ví dụ như bây giờ mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng vẫn được. Vượt qua những ngỡ ngàng, nhưng sự khác biệt quá lớn về ngôn ngữ, văn hóa, cách sống mới là lý do quyết định khiến chị ôm con về Việt Nam. Sau tất cả, chị cho rằng hôn nhân thương mại phụ thuộc rất nhiều vào mục đích ban đầu và sự chuẩn bị của chính người trong cuộc. Nếu như mình định hướng được khi mình đi lấy chồng là mình quyết định mình đã lấy người đó làm chồng, và mình sẽ xây dựng với người đó một cái tương lai tốt đẹp sau này. Chứ đừng bao giờ nghĩ là tôi nghèo quá, tôi đi qua bển để tôi lấy tiền của họ rồi xong tôi có tiền xong tôi về Việt Nam. Trong các cuộc hội thảo quốc gia được tổ chức hàng chục năm qua về vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại quốc, lãnh đạo chính phủ, các bộ ban ngành đã đúc kết nguyên nhân đổ vỡ của hôn nhân thông qua môi giới thương mại phần lớn nằm ở lý do chỉ vì tiền. Nhưng thứ quan trọng nhất là ngôn ngữ, bản thân người chồng, luật pháp, khác biệt văn hóa thì hầu như các cô dâu Việt chẳng biết gì.